Xin chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Và hôm nay thì Hoàng Hà thấy một bạn ăn mặc rất là lạ. Bộ này đoán không nhầm là bộ của bên chèo hay là quan họ gì đấy. Chắc là bạn này vừa đi hát ở đâu về. Bây giờ Hoàng Hà sẽ đến hỏi bạn này xem như thế nào nhé. Đây, mọi người đi theo Hoàng Hà nhé. Chào em. Ơi Trang à. Em chào anh. Sao hôm nay lại ăn mặc trông lạ thế? Hôm nay em đi hát cho phường đấy. Anh thử đoán xem hôm nay em mặc bộ này thì em sẽ hát bài gì? Sao bộ này giống của bên chèo thế nhỉ em nhỉ? Đúng rồi. Chèo thì chắc là em hát chèo đúng không? Dạ. Nhưng mà hôm nay em muốn đố anh hát một bài quan họ với em. Anh thử nghĩ bài gì? Cái e của chèo với quan họ nó cũng hơi giống nhau. Quan họ với chèo thì anh thuộc ít bài thôi. Ví dụ như là quan họ thì anh thuộc bài bài Còn Duyên này. Bài Lý Giao Duyên này, Tương Phùng Tương Ngộ này. Ba Quan Mời Chầu này. Thế thôi, hết, chấm hết. Okay. Không thuộc bài nào nữa. Thế thì anh có thể song ca với em bài Ba Quan Mời Chầu được không? Được rồi, ok. Thế anh em mình hát bài đấy nhá. Ok. Rồi, rồi. Chiếc thuyền rồng có về là về với hội có công tôi đi tìm ô mây dẫu tình rằng cô cả cô hai vẫn còn không anh cả anh hai vẫn còn không thuyền mạnh có về là về với hội có cái danh chơi bơi ô mây dẫu tình mời cô cả cô hai lên thác đi chơi anh cả anh hai lên thác chơi ba con một chiếc là chiếc thuyền nan có về là về còn duyên ô mây dẫu tình rằng ô mây dẫu tình trời có đám mây xanh ô mây dẫu tình ơi có con ngựa bạch chạy quanh nghi gầm nghi trời ô mây dẫu tình rằng ô mây dẫu tình ta muốn lấy nhau chơi ô mây dẫu tình ơi nhưng cái duyên chưa định thì trời chưa xe dẫu tình rằng ô mây dẫu tình ơi ba đồng một sợi chỉ đào áo rách không vá vá vào áo tơ ô mây dẫu tình ơi tủi lòng thiệp lắm chàng ơi xa lắm đàn ơi dẫu rằng lên dẫu tình rằng ô mây dẫu tình ơi ô mây
mây dẫu tình rằng ôm mây dẫu tình ơi. Gặp chàng dưới ánh trăng thanh, xin mời rơi miếng trầu xanh thắm nồng, rộn ràng trong xóm ngoài đồng, đẹp duyên phải phần tơ hồng trời xen. Dạ, xin mời anh cả anh hai ăn với em một miếng trầu. Một miếng trầu gặp đây ăn, một miếng trầu không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng. Trầu này trầu tình thân mến. Vừa rồi thì Hoàng Hà và Quỳnh Trang gửi tặng tới toàn thể quý vị, cô chú, bác, anh chị bài hát Ba Quan Mười Trầu. Chắc chắn rằng bài hát này thì có rất nhiều các cô, các chú yêu thích, bởi vì là bài hát này là những cái bài hát mà đi vào lòng người, những ai mà yêu những làn điệu dân ca, đặc biệt là các cô, các chú tầm tuổi từ 40 trở lên. Và thường thường thì chúng ta đi đám cưới thì mọi người được nghe bài hát này rất là nhiều. Và Trang thì có một cái giọng hát về hát quan họ, hát chèo rất là hay, cho nên là dạo này em có nhiều show không em? Nhiều người mời đi hát không em? Vâng ạ, cũng bởi vì là do ảnh hưởng dịch Covid nên là cũng hạn chế anh ạ. Đấy, vâng. Vâng, quý vị thấy bạn Trang ngày hôm nay thế nào ạ? Có dễ thương không? Có quý vị có muốn là Trang sẽ thường xuyên xuất hiện tại kênh nghề giải trí không ạ? Nếu như quý vị muốn thì quý vị hãy để lại comment ở phía dưới. Thì lần sau thì hai anh em sẽ bàn bạc với nhau để chọn ra những nhiều bài hát hay hơn nữa để dành tặng tới toàn thể quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì Trang có muốn nói điều gì với mọi người không? Vâng ạ, cũng rất vui hôm nay được xuất hiện trên kênh Giải Trí TV. Và cũng mong là nhận được nhiều sự đóng góp của quý vị để Quỳnh Trang có thể làm khách mời cho kênh của anh Hà đây. Và cũng mong là gắm nhiều tiếng hát, nhiều bài hát đến nữa. Đúng rồi ạ, đúng ạ. Anh cũng hy vọng người nếu mà thích giọng hát của Quỳnh Trang, mọi người hãy comment và subscribe rất nhiều để anh em có tinh thần, có động lực để gửi gắm tới quý vị nhiều sản phẩm âm nhạc hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.